từng người thì nhiều lắm. Chị viện nào ấy chứ? Chị làm đa khoa xong rồi chị bị bỏ đấy, chị sang một cái từ yên tâm cứ thế. Làm đấy chứ, làm bỏ đi. Chả. Làm đấy 20 năm. Ôi giời, chỗ nhà nó đẻ rồi. Nhà kéo phải đi kiểm thảm nữa thì. Bố nó cũng khóc. Mình tính ghê ấy nhỉ. Như con này này. Đấy. Ừ đấy, con mẹ nó thì mẹ nó thì chắc tinh như con này này. Đấy. Bố thì nó long hoang như này. Cái đấy là 290. Dạ. Cái con đấy nghịch nhất. Nhau hay sang quốc tế bên. Thế sao đấy?